bạn đang đi uống nước thì ngồi đợi nước lâu quá. Tình hình khả năng là có khi là phải làm tí TTC mà. Đấy mà, đợi nước lâu phải trưởng à, ngồi gọi là món clip mà vẫn chưa có nước. Thế thôi, tranh thủ là xin phép anh em là vào đây gọi là cá kiếm tí chứ đợi em nhân viên này em ngồi em làm nước thì chắc là chết đen thì ngồi chết khát luôn. Thế thôi là vào mà. Tranh thủ làm tí cầu cho nào. Bắt cầu gì đây? Ngày hôm nay chắc là bắt con cầu này đi nhỉ. Được, làm tí con cầu 211 nhé. Từ từ cầu này cũng bình tĩnh cũng vẫn phải soi, vẫn phải soi. Xỉu 4 này, đánh thêm 4 xỉu nữa nhá. 10 mét xỉu các bạn. Đấy. Ngày hôm nay thì gọi là tranh thủ đang đợi nước ra thế là thôi. Vào bắt tí cầu để xem là tình hình thế nào nhá. Con này mà ok mà nó lên được gì ạ? Nó ra được con xỉu đầu tiên này thì cũng khá là ngon luôn đấy nhỉ. Có khi này cũng có cả tiền bo cho em nhân viên. Đấy, nói chung thì nãy giờ ngồi đợi thấy khách gọi là vào cũng liên tục nhưng mà vẫn chưa thấy là gọi là em mới ra nước cho mình ạ. Mình đến rất là sớm ngồi nãy giờ là chưa có gì. Nhưng mà thôi, vào đây tranh thủ cứ làm đi. Việc mày làm mày cứ làm, còn việc anh gọi anh cá kiếm tí. Gọi là tí có tiền gọi là uống nước đúng không? Và thậm chí là uống gọi là cả cái menu vẫn cứ là ok đúng không? Rồi, giờ mình hãy xem thử con đầu tiên nhé. Ok rồi em ơi, 134 húp được luôn con xỉ đầu tiên đúng không? Cứ tưởng là gãy mà thì vẫn cứ là húp như bình thường. Ok chưa? Đó, rồi thì tầm này thì sẽ được thêm một quả là 134 anh ạ. Rồi thì ngày mai thì tiếp tục ở đây thì mình sẽ lại có tiếp là con gì đây? 212 212 thì mình sẽ đi nhẹ quả con là tài thôi nhá. Con này mình sẽ đi nhẹ 1 mét thôi. Nói chung thì cầu này thì đang không biết là bẻ mà, tại vì mình bẻ cầu này là cầu đúng là mình sẽ bắt là 213 cơ, nhưng mình bẻ con này nên là mình phải đi bình tĩnh lại. Nói chung thì ở quán thì cũng gọi là hơi đông nhưng mà ngồi ở tầng dưới thì gọi cho nó yên tĩnh tí nhưng mà chứ còn lên trên kia thì đông quá đúng không, nên là thôi kệ bạn ở dưới này thôi chứ lên trên kia, lên trên tầng trên kia thì đông lắm. Các bạn ở dưới này thì cũng có điều hòa cũng gọi là khá là mát. Căn bản cái này thì cũng không tính là ngồi đấy uống thôi bạn, nhưng mà thấy đông quá lại vẫn chưa thấy thì thôi lại ngồi đây định là mua về. Thế thôi thì cũng bảo là thôi xem nếu mà đông cái này thì thôi mày cứ gọi là làm cho anh một cốc uống đây tí anh mua về sau cũng được đúng không. Rồi ui biết thì đánh to anh ạ, biết vậy đánh to đúng không, 552 húp luôn anh em ơi. Đấy khá là đẹp, nhiều khi bắt cầu cứ thế này thôi thì cái tỷ lệ mà ăn thì cũng gọi là khá là ngon rồi đúng không. Đó rồi thì giờ mình sẽ vào mình tiếp tục vậy. Cầu này thì 21 này thì không biết là bắt 122 không nhỉ. Thôi theo nhẹ quả 122 nhá. Con này mình sẽ tiếp tục 1M 122. Nói chung thì cầu này bắt lên được thì càng ngon, mà không lên được thì cũng không sao cả. Nói chung là mình cứ xem thử thôi để xem là cầu kèo như nào. Đó, con này mà ok luôn thì cũng gọi là khá là ngon, mà gãy thì cũng gọi là hơi căng. Nên là thôi, mình thì cứ bình tĩnh để nghiên cứu thử nhá. Cầu này xem là nó ra cái gì. Con này mà ngon ngon một tí lên được con tài thì còn đỡ, chứ chả may mà nó gãy một cái thì cũng hơi xách việc đấy đúng không. Rồi thì nói chung thì cố gắng thôi, lên được bao nhiêu thì lên đấy mà. Còn lại là nó mà chả may mà nó gãy một cái thì cũng hơi đau đầu một tí thôi chứ cũng không là sao cả. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử con này xem có đúng là gì ạ, có đúng là tài hay không nhá. Con này mà ra được là tài thì cũng cực kỳ là ok. Nào, 1M tài. Ui rồi ôi, 556 em ạ. Đấy, ngày hôm nay uống nước đánh 3 4 tay mà vẫn ăn cả 3 4 tay. Thế vậy mà mình đánh cứ 10 màu một tay thì gọi là kết 3 cầu thì lấy giờ là lên gọi là căng đét rồi đúng không? Nhưng mà nói vui vui thế thôi chứ làm sao mà có chuyện mà dám đánh như thế được đúng không? Tiền thì có phải là mít đâu anh em ơi. Con này tiếp tục là mình sẽ đi nhẹ một con xỉu 1 mét tiếp này. Đó, cố gắng mình sẽ đi thêm 1 đến 2 tay nữa thôi để xem có lên hay không. Con này mà lên được luôn thì cũng khá là ngon đúng không? Còn không lên được thì thôi, không sao cả. Đó, thì giờ mình sẽ gọi là xem thử xem là tình hình là cầu kèo nó chạy như nào nhé, nó đi đến đâu. Nói chung thì thường thì 1-2 cầu này thì mình cứ bắt đơn giản thôi. Nói chung thì cầu ở đây ấy, mà gọi là ra 1-1-2-2 thì cũng ngon, nhưng mà không ra thì cũng hơi căng thẳng. Rồi giờ thì mình sẽ gọi là xem thử nhé, để xem con này nó ra cái gì, nó có ok hay không. Nói chung thì ở đây thì cầu này thì nó mà bảo là không ra được con xỉu thì nghe nó cũng hơi lạ đúng không. Rồi thì giờ mình sẽ gọi là xem thử xem là tình hình là cầu kèo nó bắt nó chạy như nào. Con này mà ok mà ra được cả xỉu luôn thì cũng khá là ngon. Đấy, nhưng mà để xem nhá. Ui giời ơi, 651 anh ạ. Vậy là con này nó lại ra quả cầu 123. Con này thì mình sẽ bẻ thêm một con 123 nữa nhá. Nếu mà cầu này mà không về 123 thì thôi, mình cũng gọi là xin phép là nghỉ các bạn. 2m4 được chưa?
em hay cầm 20M mà lên gọi là tầm 28M này mà gãy thì lên 28M là cũng ngon rồi. Còn nếu mà ăn được con này nữa thì thôi, mình cũng không nói làm cái gì thêm. Đó, thế thì cứ để xem có lên hay không ạ. Lên hay không thì cũng phải từ từ đúng không? Chưa biết đâu được anh ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là xem thử xem như nào. Rồi, thì ở đây thì gọi là tiếp tục thì là xem là cầu kèo nó chạy đến đâu em nhé. Con này mà gọi là ok luôn thì cũng khá là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là xem thử xem con này xem có đúng là gì ạ. Có đúng là xỉu hay không? 24 nhé. Con này mà 24 mà ra được con xỉu này thì thôi, mình nghĩ luôn là quá là đẹp rồi đúng không? Nhưng mà nói vậy thôi chứ còn chưa chắc là nó lên được đâu ạ. Nên là cứ phải từ từ đúng không? Rồi, 24 làm nhẹ nhàng con xỉu con cuối cùng, con một con khá là quyết định đây. Lên hay gãy thì mình cũng sẽ nghỉ nhá. 5 này. Ui giời ơi, 531. Húp xỉu ạ thì mình lên được nhẹ nhàng là 32m680, mình húp gần 13m. Đấy, thì tranh thủ gọi là đợi nước ra thì bây giờ nước cũng chuẩn bị ra rồi, cũng sắp xong rồi thì thôi, mình cũng nghỉ điều nước đây ạ. Bye bye anh em nhá. Kết thúc video thì đấy, anh em cũng biết là anh em khi mà anh em xem clip của mình, anh em cũng biết là kênh của mình thì chuyên làm clip về con iWin đúng không ạ? Chia sẻ những cái cách chơi, phương pháp chơi con iWin một cách cực kỳ chuẩn xác từ kinh nghiệm của bản thân mình, nên là anh em có thể tham khảo cho. Và chúc anh em mà chơi con iWin này là luôn luôn là thắng lớn anh em nhé. Và anh em nhớ like video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye anh em.